những loài động vật bị tuyệt chủng do sự săn bắt của con người. Có thể có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự tuyệt chủng của các loài động vật trên trái đất, nhưng với sự xuất hiện và sự tiến hóa đặc biệt của bộ não khiến con người nhanh chóng làm chủ thiên nhiên. Và với vị trí làm chủ của mình, con người đã khiến cho nhiều loài vật trên trái đất phải biến mất vĩnh viễn do chính hành động của mình. Và dưới đây là những loài vật bị tuyệt chủng do sự săn bắt của con người. Chim mò khổng lồ. Thuộc giống đà điểu sa mạc lớn, sống ở rừng rậm New Zealand, là sinh vật to lớn nhưng hiền lành. Chúng cao tới 3,5m và nặng tới 250kg. Một thời, loài chim mò này đã chạy nhảy hạnh phúc, tự do và tấp nập trên vùng đất của New Zealand. Chim mò vốn chỉ bị săn bởi đại bàng Haas. Nhưng rồi vào một ngày định mệnh, khoảng 700 năm trước, những người đầu tiên xuất hiện. Từ Hawaii, người Maori tới đây bằng xuồng và đã tìm thấy một loài chim không biết bay, rất dễ giết, một nguồn thịt tươi vô cùng hào phóng. Chỉ trong 2 thế kỷ, người Maori đã săn bắt những sinh vật khổng lồ này đến chỗ tuyệt chủng, kéo theo cả sự tuyệt chủng của đại bàng Haas. Và chim mò cũng giống như chim dodo đã trở thành biểu tượng của tính tham lam của loài người. Rùa Miolania. Rùa khổng lồ Australia Miolania laticeps có chiều dài khoảng 2,5m, sống trong rừng nhiệt đới của Úc từ Oligocene cho đến Pleistocene và tuyệt chủng cách đây khoảng 2.000 đến 3.000 năm do người Blavita săn bắt quá mức. Không giống rùa hiện đại, Miolania có hộp sọ khác thường, hai sừng lớn phát triển đối xứng trên đầu và nhiều gai ở phần đuôi. Đây là sinh vật lớn nhất của họ rùa. Vì di chuyển chậm chạp và thịt vô cùng ngon nên chúng dễ dàng trở thành mục tiêu săn bắt của con người, dù đầu và thân bọc nhấp cứng. Lười đất khổng lồ. Cái tên lười đất khổng lồ được đề xuất bởi Thomas Jefferson vào năm 1797, dựa trên các mẫu hóa thạch được tìm thấy trong một hang động ở West Virginia. Chúng có bàn chân lớn cùng với cái đuôi mập mạp cho phép đứng thẳng để ăn lá cây. Các chi trước có 3 móng vuốt phát triển to để tách lá và xé cành. Phân tích của các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng con lười đất thường ăn lá cây, cỏ cứng, cây bụi và cây ngọc. Sống từ khoảng 35 triệu đến 11.000 năm trước đây, trùng với kỷ băng hà muộn. Sinh vật này cũng bị cho là có sự can thiệp của con người khiến chúng bị tuyệt chủng nhanh chóng. Cú cười. Cú cười có nguồn gốc từ New Zealand, chúng trở nên quý hiếm vào giữa những năm 1800. Chúng có tên là cú cười, nhưng tất nhiên chúng chẳng bao giờ cười. Cái tên này xuất phát từ tiếng kêu như tiếng cười của chúng. Tiếng hót của loài cú này phát ra giống tiếng cười khúc khích của người điên, thậm chí có khi lại giống tiếng chó sủa. Đã có thời gian, chúng được nuôi như thú cưng bởi các tù nhân trong trại giam, nhưng lại bị cấm đẻ trứng vì số lượng quá đông. Loài cú này bị tuyệt chủng vào năm 1914 bởi người bản xứ thả nhiều loài động vật ăn thịt làm thay đổi môi trường sống của chúng. Nai sừng tấm. Nai sừng tấm còn có tên khoa học là Megalosirus virantius. Nai sừng tấm Ireland từng có mặt khắp Ireland cho đến Siberia và tập trung nhiều nhất ở Bắc châu Âu. Nhưng bây giờ sự tồn tại của chúng đã kết thúc. Loài nai này có khá nhiều điểm chung với loài nai hiện nay nên chúng còn được gọi là nai khổng lồ. Với chiều cao từ chân đến vai lớn nhất là 2,1m và cân nặng lớn nhất là 700kg. Nai sừng tấm Ireland trải qua giai đoạn phát triển suốt 400.000 năm và tuyệt chủng vào khoảng 5.000 năm trước do sự săn bắt quá mức của con người. Nhưng vào giai đoạn băng tan thời đó đã tạo điều kiện cho vô vàn loài thực vật phát triển, dẫn đến sự thiếu hụt khoáng chất trầm trọng, nhất là canxi, thành phần chính cấu thành rạc nai. Nên nếu loài nai này không bị tuyệt chủng vì bị săn bắt thì cũng sẽ tuyệt chủng vì không được cung cấp đủ canxi cho xương và sừng. Chim anh ca lớn. Anh ca lớn là một loài chim không bay được. Nó trông khá tương tự như chim cánh cụt ngày nay và đã tuyệt chủng vào giữa thế kỷ 19. Một kỷ băng hà nhỏ làm giảm số lượng của chúng một cách nhanh chóng. Các con anh ca lớn trưởng thành chỉ cao khoảng 75 đến 85cm và cân nặng khoảng 5kg. Cũng giống như những loài tương tự, chúng linh hoạt khi ở trong nước và rất chậm chạp trên mặt đất. Chim anh ca lớn trở nên có giá trị cao vào những năm 1700. Chúng bị săn đuổi hàng ngàn năm. Trong suốt khoảng thời gian này, số lượng người săn bắt chim anh ca lớn đã trở nên ngoài tầm kiểm soát. Những bộ lông, da, thịt, dầu và những quả trứng dài 13cm đã thu hút đám thợ săn rình mò. Con chim anh ca lớn cuối cùng được biết đến đã được phát hiện vào năm 1852 tại khu vực biển Ven Băng thuộc tỉnh Newfoundland, Canada. Gấu Atlas. Gấu Atlas sống chủ yếu ở phía Bắc châu Phi, đặc biệt là vùng núi Atlas. Thế nhưng chưa có ai thấy sự xuất hiện của loài gấu này.
có khả năng số lượng các con gấu Atlas đã dần bị sụt giảm nghiêm trọng trong thời gian của đế chế La Mã. Khi tới châu Phi, họ săn bắt chúng như một trò tiêu khiển để tập luyện sự liều lĩnh. Vào thời kỳ đó, hàng ngàn con vật đã được sử dụng để chiến đấu, đặc biệt là trong các đấu trường La Mã. Sau khi bắt được, họ sẽ bỏ đói để khiến gấu Atlas yếu đi và đánh bại chúng như một trò chơi. Con gấu cuối cùng của loài này đã bị giết vào năm 1870. Các bạn vừa xem xong video những loài vật bị tuyệt chủng do sự săn bắt của con người. Hiện tại cũng có rất nhiều loài động vật đang trên bờ vực tuyệt chủng do con người săn bắt quá mức hay hủy hoại môi trường sống của chúng. Hy vọng loài người chúng ta sẽ có ý thức hơn về những hành động của mình cũng như có những biện pháp hữu hiệu hơn để bảo vệ chúng. Cảm ơn các bạn đã xem kênh và đừng quên đăng ký để theo dõi những video mới nhất trên kênh của chúng tôi.